Em Ngọc Hữu xin chào toàn thể anh chị lại quay trở lại với kênh YouTube của em. Và để cập nhật những xe mới nhất cũng như nhận những thông báo mới nhất của những chiếc xe được bán tại thị trường ô tô Tây Nguyên, anh chị hãy đăng ký kênh và bấm vào nút chuông để nhận những thông báo mới nhất cũng như những chiếc xe mới nhất tại kênh YouTube bên em review để cho anh chị tham khảo. Và ngày hôm nay em xin gửi đến chị chiếc Mitsubishi Pajero phiên bản máy dầu số sàn, được rất là nhiều anh chị tin dùng cũng như là độ bền của dòng Mitsubishi này rất là cao. Và đây cũng là chiếc Mitsubishi Pajero đầu tiên em review tại kênh YouTube của em. Chiếc xe này đang được mang một cái màu vàng cát, sản xuất vào năm 2016 với mức giá bán trên 500 triệu thưa anh chị. Chiếc xe này được cửa hàng bên em chào bán anh chị với mức giá đầu tiên trước dịch là 580 triệu. Và hiện tại trong ngày hôm nay em xin giảm sâu chiếc xe này với mức giảm 30 triệu đồng, chỉ còn 550 triệu cho chiếc Pajero phiên bản số sàn máy dầu màu vàng cát đang mang biển 49A38427 này. Và chi tiết ngày hôm nay em xin gửi đến chị. Đầu tiên về phần cụm đèn của chiếc Pajero 2016 này, được sử dụng đó là cụm đèn projector và trợ sáng bằng halogen. Cũng như là phần thiết kế của chiếc xe này với khung gầm rất là cao, và cái tỷ lệ thực dụng của Mitsubishi Pajero rất là cao nha anh chị nha. Ngày xưa năm 2016 khi mua một chiếc Pajero mới, loanh quanh đâu đó hơn 1 tỷ đồng cho chiếc xe này. Và sau 5 năm sử dụng, chiếc xe này được khấu hao với giá trị có thể nói là gãy nửa chiếc, còn một nửa thôi thưa anh chị. Về phần khoảng sáng, cái khoảng sáng về khung gầm của chiếc Pajero này được thiết kế rất là cao ráo nha anh chị nha. Cũng như là phần két gió turbo được để đằng trước này gầm giống như chiếc Ford Everest. Phần trước này đầu tiên khi từ lưới tản nhiệt đi vào, mình có thể thấy đầu tiên đó là cái két gió của turbo. Tiếp đó là két nóng của máy lạnh, và trong nữa sẽ là két nước của xe thưa anh chị. Về phần cụm đèn cản của chiếc xe này được thiết kế cũng rất là cao, cho đến cái phần nắp capo của chiếc xe này được thiết kế và tầm nhìn ngồi lái trong khoang buồng lái rất là cao ráo nha anh chị nha. Với độ bền tuổi thọ của Pajero này được nhiều anh em chơi off-road đánh giá, giá trị thực dụng của dòng Mitsubishi này cực kỳ cao nha anh chị nha. Chi tiết tiếp theo về phần hông xe bên phụ lái cho đến cái phần trụ A của chiếc xe này được gắn liền với nhau. Và toàn bộ nước sơn của chiếc xe này có thể nói là với chất lượng sơn rinh còn khoảng 80% ép xe anh lên cho anh chị. Cũng như là phần kính của chiếc xe này và phần đầu xe chưa trải qua tình trạng cấn đục nha anh chị nha. Còn về phần mâm thì chiếc xe này đang sử dụng một bộ mâm cũng khá là lớn, thuộc dòng SUV và sử dụng vỏ đó là vỏ lốp bánh béo nha anh chị nha. Mâm 17 inch, kích thước sẽ là 265, 65, 17, ngang vỏ của Toyota Fortuner cũng như là phần vỏ của bán tải 2 lít. Mâm cũng khá to. Và cái kích thước ở bên trong này, khoảng cách giữa lồng về rất là cao, khoảng tầm trên 20 phân nha anh chị nha, trên 20 cm. Về khoảng sáng khung gầm thì chiếc xe này có vẻ nhịn hơn dòng Everest một chút xíu, tại vì cái phần bệ bước lên xuống được người sử dụng trước lên bệ bước lên xuống gia cố bằng inox, nhưng ở phần dưới này lại được người sử dụng trước gia cố thêm cho chúng ta khoảng gần 10 cm. Và khoảng sáng khung gầm từ dưới mặt đất đi lên tới phần thân xe nó sẽ rơi vào trên khoảng rơi vào tầm khoảng 40 cm nha anh chị nha. Từ phần mặt đất cho đến phần cái viền của xi rông sẽ rơi vào tầm khoảng 40 cm, cho nên là khung gầm xe này cực kỳ cao luôn. Về phần nội thất thì chiếc Pajero này đã được người sử dụng trước lên da cho chúng ta, cũng như trang bị hệ thống an toàn. Chiếc xe này sẽ có hai túi khí, hệ thống ABS và hộp số sàn 5 cấp nha anh chị nha. Với chiếc xe có thể nói là rất là nhiều anh chị mà từ trước tới giờ săn đón dòng này ở những bản máy xăng off-road như là V31, V33, V35 hoặc là V41, V43 và V45 nha anh chị nha. Còn động cơ của chiếc xe động cơ dầu này thì sử dụng động cơ turbo 2.5 lít. Có thể nói là
khá là khỏe, và turbo của dòng Pajero này mở rất là sớm. Khi tua máy rơi vào tầm khoảng 1.100 là turbo đã mở rồi nha anh chị nha. Còn chi tiết về hệ thống như là sơn rinh và keo chỉ của chiếc xe, thì những chiếc xe được bán trưng bày tại salon như thế này chắc chắn với anh chị là toàn bộ chi tiết keo chỉ, không mất của anh chị bất kỳ 1 cm phân chỉ nào. Cũng như cam kết trực tiếp trên giấy tờ mua bán, xe không cấn độn, không ngập nước, không thủy kích và không lỗi điện. Và chiếc xe này được thêm một chi tiết nữa, được thêm gia cố thêm phần ron cách âm ở bên mép thành cửa nha anh chị nha. Thay vì chúng ta là thông thường những chiếc xe khác thì sẽ có một lớp ron thôi, nhưng mà đặc điểm riêng của Pajero là chúng ta sẽ có một lớp trên này và một lớp ron ở bên ngoài viền cánh cửa nha anh chị nha. Đó. Cũng như là về phần hộp cốp, thiết kế khá là rộng, và phần túi khí cũng như là cái phần vân gỗ và chất liệu nhựa ở trên phần táp lô của chiếc xe, thiết kế nó rất là khác so với những dòng xe của các hãng khác như Toyota hoặc là Ford. Đó. Cái mẫu thiết kế nó cũng khá là khác nha anh chị nha. Còn về hệ thống loa giải trí, chiếc xe này được trang bị cũng khá là nhiều thưa anh chị. Điều đầu tiên là trên khoang buồng lái trước thì các cái phần như là loa cánh cửa thì chúng ta nhìn sơ sơ qua đã có 4 loa trên phần cửa trước rồi. Và phần sau này cũng thế nha anh chị nha. Phần sau cửa sau thì mỗi cửa được trang bị đó là một loa. Cũng như là chiếc xe này đã được lên màn hình rồi. Còn về phần hộp cốp của chiếc Pajero này thì có thể nói là cái hàng ghế này khi mà chúng ta gập xuống á, thì phần cốp nó cũng rất là rộng nha anh chị nha. Trần thì xe này đã được bọc ly lông rồi. Đó. Còn ở đây sẽ là phần bỏ đồ nghề cũng như là những cái phần như là đồ quay vỏ này, cũng như là con đội ở những phần bên hông này. Đó, để đội cũng như là phần nắp của chỗ quay vỏ sơ cua. Phần trụ cuối thưa anh chị, những cái bon hàng ở phần trụ cuối thì có thể nói là chất lượng của bon hàng tương đương với một chiếc xe xem 8-10 so với chất lượng xe mới. Và những chiếc xe như thế này thì có thể nói là cái tuổi thọ của nó và cái chất lượng ổn định của nó rất là tốt. Giang đông của Pajero có thể nói là rất là cứng cáp nha anh chị nha, cực kỳ dày luôn. Nó không có mỏng như là Innova hay là mỏng như chiếc xe gì ta, những cái xe sedan phân khúc C. Dòng này thì nó có thể nói là nó dày hơn rất là nhiều. Và thiết kế phần đèn sau của Pajero Sport 2016 này thì chúng ta sử dụng cục đèn sau là toàn bộ sẽ sử dụng đó là halogen nha anh chị nha. Đèn thắng, đèn lái halogen, rồi xi nhan cũng là halogen luôn. Nói chung là cái tính chất thực dụng của Pajero này nó rất là cao ở cái chỗ là khi chúng ta đi rừng thì tốt nhất là ít mang đồ điện đi. Đó. Về phần hệ thống bánh sau thì chiếc xe này cũng sử dụng thắng tăng chống y chang Ford Everest đời 2015 hay là Toyota Fortuner đời 2016 nha anh chị nha. Nè, cũng sử dụng thắng tăng chống, chưa qua thắng đĩa. Nhưng mà xét về phân khúc thì đây là một chiếc xe phân khúc SUV hạng trung tại thị trường Việt Nam, bán khá chạy và giá thành khi mà được khấu hao rồi nó cũng khá là mềm mại nha anh chị nha. Còn tình trạng kính thì xe này đã được lên toàn bộ dàn phim cách nhiệt rồi, cũng như được trải lót sàn da, kèm theo đó là kính rin và ổ khóa thì đang còn 7 màu. Còn chúng ta sẽ có được hai cái dàn ron, từ ron cửa cho đến ron mép cửa trong. Cách âm của Pajero này khá là tốt nha anh chị nha. Tiếp theo đó về phần hàng ghế sau cũng như là ổ khóa của xe thì chiếc xe này sử dụng rất là ít ở hàng ghế sau, đa phần sẽ sử dụng ở hàng ghế lái và ghế phụ lái là đa số nha anh chị nha. Và phần vân tắp bi, cái phần vân tắp bi này được người sử dụng trước lên full carbon ở vị trí này cho chúng ta rồi. Đó, nó rất là đẹp và cái phần chất lượng của nhựa tắp bi đang còn rất là sáng sủa nha anh chị nha. Đó, đóng cửa rất là chắc tay luôn. Bệ bước lên xuống xe này thì được người sử dụng trước đầu tư khá là cao, cho nên là khi mà anh chị đứng bên trên này và nhún thoải mái luôn.
phần chân nóc thì chiếc xe này nó cũng cực kỳ pin rồi, tại vì cái khung từ từ phần bên trên cái mép xi rông này dịch lên thì sơn rinh chiếm tỷ lệ rất là cao. Còn chiếc xe này đã được sơn dập bao gồm như là hệ thống bọng vè nè, đó, cũng như là phần cản trước, cản sau. Còn lại thì chất lượng về sơn rinh khá là nhiều, cũng như là độ đóng chắc cửa rất là tốt nha. Bây giờ chúng ta sẽ coi về phần option xe. Thì option của chiếc xe Pajero này bao gồm kính gập điện nè. Anh chị có thể thấy cho em là nó gập rất là mượt nha. Và thêm đó là kính chỉnh điện và những thứ cơ bản như là bấm kính, lóc cửa, khóa cửa. Trang bị hệ thống an toàn thì chiếc xe này sẽ sử dụng đó là ABS. Cơ bản là chúng ta sẽ có một cục ABS là tầm trung cho dòng SUV, cũng như là hai túi khí ở trên khoang buồng lái. Còn về hệ thống máy thì em nó sử dụng đó là công nghệ DID của Mitsubishi. Đây anh chị, đây là cục máy dầu của Mitsubishi đây. Thông thường thì ngày trước em hay review những chiếc xe như là phân khúc SUV của Ford hoặc là Toyota. Nhưng mà 2021 này với tình hình dịch thì thực chất ra cửa hàng đi mua xe rất là khó, hạn chế và đi lại cũng khá là khó khăn, và để mua được một chiếc xe ổn định nó cũng khá là khó. Tại vì cái năm nay là được một năm làm thì không có ra thưa anh chị, nhưng mà mình chi tiêu, mình vẫn phải chi tiêu thôi. Nhưng mà được một cái là có những chiếc xe được khấu hao rất là nhiều và giá thành khi bán lại nó rất là hấp dẫn nha anh chị nha. Về phần mặt máy cũng như là phần turbo của chiếc xe, anh chị có thể nhìn bên hông này qua cho em, đó là phần mặt máy. Chi tiết mặt máy của chiếc Pajero này đang sử dụng máy rin và đường ống sẽ là màu vàng. Hệ thống turbo tăng áp của chiếc xe nó không có bị xì dầu tại vị trí turbo nha anh chị nha. Đây là hệ thống turbo của chiếc Mitsubishi Pajero bản máy DID. Đó, cũng như là hệ thống cánh quạt. Và qua 6 năm sử dụng rồi, chiếc xe chất lượng về máy rất là ổn định và rất là tốt nha anh chị nha. Tiếp theo về chi tiết về phần thanh dàn trước của chiếc xe cũng như là phần cụm đèn, chúng ta chưa có bị phục hồi bất kỳ. Và ở vị trí này nó hơi bị mốc so với thời gian, thì cái này em sẽ vệ sinh cho anh chị, nó rất là đơn giản nha. Còn hệ thống thanh dàn của Pajero, một trong những chiếc xe được nhập khẩu thưa anh chị, thì anh chị có thể nhìn tại vị trí thanh dàn cho em là sẽ có thêm cái mã của thanh dàn được đánh trực tiếp trên thanh dàn nha anh chị nha. Pajero này thì toàn bộ linh kiện của Mitsubishi được nhập khẩu nguyên và được gia cố lắp ráp tại Việt Nam nha anh chị nha. Còn đồ của Pajero Mitsubishi thì được nhập khẩu từng món và về Việt Nam mình lắp ráp. Bên hông này cũng như là chi tiết về phần capo, từ cặp ốc capo đầu cho đến chi tiết keo chỉ của capo thì chiếc xe này đang còn nguyên bản về phần keo chỉ nha anh chị nha. Cũng như là cái phần tấm cách nhiệt của chiếc xe đang còn chất lượng, nó rất là tốt, nó rất là cứng cáp nha. Và cái màu của cái tấm cách nhiệt này đang còn một cái màu rất là tươi đó. Cũng như là phần nhựa ở trên mặt máy và phần nhựa trên phần két nước, cũng như là cái hộp hút gió của Boe sẽ nằm vị trí này nha anh chị nha. Đây là cái hộp hút gió của Boe này đó. Còn về hệ thống ABS của chiếc xe thì chiếc Pajero nằm ở vị trí bên phụ lái, ngay đằng sau cái bình nước phụ nha anh chị nha. Đây là cục ABS sử dụng con ABS T8 đó. Thì khi đã qua dòng SUV rồi thì toàn bộ hệ thống như ABS nó sẽ khác phân khúc A và phân khúc B rất là nhiều nha anh chị nha. Đó, chất lượng nó sẽ hơn, và cũng như là về chất lượng mặt nhôm nó cũng hơn phân khúc A khá là nhiều đó. Khi mà anh chị để ý kỹ so sánh những chiếc xe ở những phân khúc như A, B
và mình so sánh lên SUV thì cái điều chất lượng đầu tiên là mình sẽ thấy rõ là về phần chassis, khung sườn cho đến phần nhôm của chiếc xe. Còn chiếc Pajero ngày hôm nay em gửi đến chị đăng kiểm đang còn rất là dài, đến tháng 6 2022 thì mình mới phải đăng kiểm lại nha anh chị nha. Và ngày hôm nay em gửi đến chị chiếc Pajero sản xuất vào năm 2016 đang mang biển 49A38427 này. Và nếu như anh chị nào thích chiếc xe này hãy gọi cho em vào số điện thoại 0976124949. Anh chị có thể coi xe trực tiếp hoặc chốt trực tiếp qua số điện thoại trên. Và em xin thay mặt cho toàn thể anh em làm ô tô tại thị trường ô tô Tây Nguyên, kính chúc anh chị trên khắp mọi miền có thật là nhiều sức khỏe, gặt hái được nhiều thành công và luôn bình an trong cuộc sống. Và em xin hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo của em.